thấy nữ ninja mặc chiếc áo chống nắng độc lạ, dân tình xem xong muốn ngộp thở. Không chỉ với những bộ đồ bảo hộ chống nắng truyền thống, một nữ ninja khi đi trồng đậu ngoài vườn đã tự chế cho mình chiếc áo chống nắng độc lạ có 102, khiến nhiều người xem xong muốn tắt thở vì nóng. Theo đó, khi ra vườn làm việc, do sợ nắng làm đen cháy mất phần da trắng hồng của mình, cô gái đã tự chế một chiếc áo chống nắng từ miếng lưới ni lông màu đen, quấn quanh kín người từ chân cho đến đầu, với hy vọng làm lụng cả ngày ngoài trời cũng không sợ đen da. Đoạn clip sau khi được đăng tải khiến nhiều người tỏ ra thích thú với chiếc áo chống nắng độc lạ này. Xin cho hỏi người từ bang phái nào tới vậy? Nhìn mà cứ tưởng thích khách từ phim Trung Quốc. Khi bạn đam mê trình diễn thời trang mà mẹ lại bắt đi làm vườn đấy mà. Nhưng mà trời nắng mà mặc bộ đồ màu đen như này rất dễ hấp thụ nhiệt, gây bỏng rát da. Tôi mới nhìn qua thôi đã thấy muốn ngộp thở rồi, chứ còn làm lụng gì nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.